trung tâm Langmaster lừa đảo học viên, tin đồn hay sự thực? Được biết đến là một trong những hệ thống dạy tiếng Anh giao tiếp uy tín nhất tại thủ đô Hà Nội, nhưng bản thân Langmaster cũng dính phải không ít tin đồn liên quan đến chất lượng đào tạo từ các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh trong cùng lĩnh vực. Đa cấp, lừa đảo là những tin đồn thường gặp nhất khi tìm hiểu về trung tâm Anh ngữ Langmaster. Theo những đánh giá này, các khóa học tại Langmaster không có chất lượng tốt như lời quảng cáo và không đem lại hiệu quả thực sự cho học viên. Bên cạnh đó, trung tâm chỉ chú ý gia tăng số lượng học viên mới thay vì quan tâm hỗ trợ các học viên cũ. Điều đó khiến không ít bạn cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, thực tế diễn ra tại các lớp học của Langmaster lại hoàn toàn trái ngược. Trước hết, giảng viên tại đây hầu hết đã được đào tạo chính quy tại các khoa, ngành ngoại ngữ của các trường đại học lớn như Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội. 100% giảng viên khi đứng lớp đều có trình độ đạt ít nhất 900 TOEIC hoặc 7.5 IELTS. Với mức điểm này, có thể nói Langmaster thuộc top các trung tâm có yêu cầu tuyển chọn giảng viên khắt khe bậc nhất. Do đó, những nhận định cho rằng giảng viên ở đây yếu kém chuyên môn là hoàn toàn thiếu cơ sở thực tế. Song song với đó, học viên còn được hỗ trợ bởi một đội ngũ trợ giảng đông đảo để kịp thời giải quyết các khó khăn trong học tập. Thu Trang, cựu sinh viên Trường Đại học Hà Nội, đồng thời là học viên của trung tâm, chia sẻ. You know, my trainer not only gave me knowledge, she also inspired me a lot. Besides, my coach is dynamic and enthusiastic. She always get ready to support me during the course, and especially the class. She gave me a lot of chances to practice English and practice my presentation skills. Một thực tế cũng rất đáng lưu ý ở Langmaster, đó là nhiều giảng viên, trợ giảng của trung tâm có xuất phát điểm chính là học viên tại đây. Phạm Minh Ngọc, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng là một trường hợp như vậy. Ngọc cho biết. That is unique and the people, the coaches and trainer are very crazy. When I first come to my class, I was shocked because of the atmosphere and the ways of learning. But later that I realized that this is suitable for me and I found my great passion in English and also in Langmaster. Vậy, Langmaster có nhược điểm không? Câu trả lời là có. Với hệ thống các phương pháp đào tạo hiện đại và liên tục đổi mới, nếu học viên thiếu kỷ luật, không có mục tiêu học tập rõ ràng sẽ nhanh chóng cảm thấy lạc lõng, khó hòa nhập với lớp, sẽ dẫn đến bỏ giờ giữa chừng. Tuy nhiên, với những ai kiên trì vượt qua khó khăn, thành quả học tập tại Langmaster sẽ thực sự xứng đáng với những gì bạn đầu tư. Có thể nói, việc học tại trung tâm Anh ngữ Langmaster gồm cả ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, dựa trên các số liệu và dẫn chứng thực tế, có thể khẳng định rằng phần đa những tin đồn về trung tâm này trên mạng xã hội là võ đoán, thiếu căn cứ.